Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đến với những tin chính sau. Truy tố hàng loạt cán bộ Sở Y tế Sơn La nâng giá gói thầu thiết bị y tế gấp 2 lần. Cựu hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô sắp hầu tòa vì hành vi cấp bằng giả. Khởi tố bắt giam giám đốc công ty bảo hiểm Cần Thơ tham ô hơn 1,3 tỷ đồng. Cảnh báo mạo danh bác sĩ bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bán thuốc. Ngoài bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Phi Oanh còn đâm đơn kiện thêm một hoa hậu. Cần Thơ bắt nhóm giả mua nhà đất để trao giấy hồng rồi lừa khắp miền Tây. Sau đây mời quý vị các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Truy tố hàng loạt cán bộ Sở Y tế Sơn La nâng giá gói thầu thiết bị y tế gấp 2 lần. Gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2019 do Sở Y tế Sơn La làm chủ đầu tư đã bị nâng giá lên gấp 2 lần, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4,8 tỷ đồng. Đây là kết luận trong cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La công bố liên quan đến vụ án sai phạm mua sắm gói thiết bị y tế tại tỉnh này. Theo cáo trạng, năm 2019, Sở Y tế Sơn La giao dự toán thu chi ngân sách cho các đơn vị thuộc Sở, trong đó có kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế tuyến cơ sở với số tiền 10 tỷ đồng. Quá trình triển khai gói thầu, Bùi Thị Hoa, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính của Sở Y tế, đã chỉ đạo Mai Anh Tuấn, nguyên chuyên viên phòng kế hoạch tài chính, thông đồng với Hoàng Vũ Quyền, kinh doanh tự do và Tạ Ngọc Chức, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định và đầu tư toàn cầu để lập chứng thư thẩm định giá khống, mục đích sử dụng làm giá đấu thầu, không tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, không thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. Biết Sở Y tế Sơn La cần mua sắm nên Bùi Thị Thu, tổng giám đốc công ty Hưng Phát nhờ bà Hoa giúp doanh nghiệp trúng thầu. Mặc dù biết công ty Hưng Phát không đủ điều kiện nhưng vẫn hợp thức để công ty này trúng thầu, đồng thời thỏa thuận với Thu điều chỉnh giảm danh mục từ 163 xuống còn 151 danh mục hàng hóa khi đã được phê duyệt và ký hợp đồng. Dù không đủ năng lực kinh nghiệm trong mua bán thiết bị y tế, nhưng vì lợi nhuận, Bùi Thị Thu đã thông đồng với Bùi Thị Hoa và Trần Minh Đức, nhân viên tạp chí Mỹ Phẩm, lập hai bộ hồ sơ dự thầu Quân Xanh để tham gia đấu thầu nhằm để công ty Hưng Phát trúng thầu, nâng giá thiết bị y tế cao hơn thực tế bán cho Sở Y tế. Thực hiện thỏa thuận, Hoa chỉ đạo một công ty sân sau của mình mua thiết bị y tế từ Vietmed giá hơn 4,1 tỷ đồng. Công ty sân sau lập khống hợp đồng bán những thiết bị này cho công ty Hưng Phát giá hơn 6,7 tỷ. Số hàng này được Hưng Phát bán cho Sở Y tế Sơn La tăng hơn 2 lần so với giá ban đầu. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân, có 107 thiết bị y tế do công ty Hưng Phát giao không đúng danh mục. Ngoài ra, 41 thiết bị khác gồm máy siêu âm, máy theo dõi bệnh nhân, điện tim giá hơn 1,7 tỷ đồng, nhưng Sở Y tế Sơn La mua ở mức hơn 5,6 tỷ đồng. Tổng cộng là trong số 2.534 thiết bị thuộc gói thầu, có 148 thiết bị được nâng giá hoặc không đúng danh mục, gây thiệt hại hơn 4,8 tỷ đồng. 2.386 thiết bị còn lại không được kết luận là có gây thiệt hại hay không. Liên quan vụ án, nguyên giám đốc Sở Nguyễn Thị Kim An và phó giám đốc Sở Sa Văn Khuyên bị xác định thiếu kiểm tra giám sát, không thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc không nghiệm thu dẫn tới cấp dưới thông thầu, gây thiệt hại hơn 4,8 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La truy tố 4 cán bộ Sở Y tế tỉnh này gồm Nguyễn Thị Lan Anh và Sa Văn Khuyên về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Bùi Thị Hoa và Mai Anh Tuấn tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Bùi Thị Thu tổng giám đốc công ty Hưng Phát, Tạ Ngọc Chức giám đốc công ty đầu tư toàn cầu, Trần Minh Đức và Hoàng Vũ Quyền bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, bị xác định cho Sở Y tế lựa chọn nhà thầu dù thẩm quyền này thuộc UBND tỉnh. Ông Minh không bị cơ quan điều tra xử lý vì cho rằng thiệt hại 4,8 tỷ đồng do hành vi thông thầu của các bị can gây ra. Ngày 16 tháng 11, Tòa Nhân dân tỉnh Sơn La đã trả hồ sơ vụ án do xét thấy chứng cứ dùng để chứng minh tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra và một số tình tiết khác liên quan đến vụ án chưa được làm rõ. Trong đó, Tòa Nhân dân tỉnh yêu cầu xác định giá trị của 2.386 thiết bị y tế còn lại chưa được kết luận để có cơ sở đánh giá lại thiệt hại. Cựu hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô sắp hầu tòa vì hành vi cấp bằng giả. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 11 do thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa. 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ trường Đại học Đông Đô bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội giả mạo trong công tác. Các bị cáo gồm Dương Văn Hòa, cựu hiệu trưởng, Trần Kim Oanh, cựu phó hiệu trưởng, kiêm phó viện trưởng Viện Đào tạo Liên tục, Lê Ngọc Hà, cựu phó hiệu trưởng, Trần Ngọc Quang, cựu phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên, Nguyễn Thị Huệ, cựu trưởng phòng tài chính kế toán, Phạm Vân Thùy, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Thái,
Lê Thị Lương, Ngô Quang Hiển. Trong vụ án này, bị can Trần Khắc Hùng, sinh năm 1972, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đông Đô và đồng phạm bị cáo buộc đã lợi dụng những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý việc tuyển sinh đào tạo cấp bằng đối với hệ văn bằng 2, lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả cho số lượng lớn các cá nhân có nhu cầu. Tuy nhiên, vào thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị can Trần Khắc Hùng đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã. Do đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Trần Khắc Hùng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Theo cáo trạng, trong quá trình tuyển sinh đào tạo của Trường Đại học Đông Đô, ông Trần Khắc Hùng thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh văn để sử dụng làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch, v.v. Từ đó, ông Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đông Đô, chỉ đạo Ban giám hiệu, Viện Đào tạo Liên tục, Viện 4.0, Phòng Đào tạo và Quản lý Sinh viên, Phòng Tài vụ, làm cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho những người có nhu cầu. Theo cáo buộc là từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, bị can Trần Khắc Hùng và đồng phạm đã làm cấp bằng giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Khởi tố bắt giam giám đốc công ty bảo hiểm Cần Thơ tham ô hơn 1,3 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Quan, 45 tuổi, ngụ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông chi nhánh Cần Thơ để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn kết hợp nguồn tin do người dân cung cấp, Công an quận Ninh Kiều phát hiện Quan có dấu hiệu tham ô tài sản của công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông với số tiền lớn. Ngay sau đó, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu tại nhiều địa phương như An Giang, Hậu Giang, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra ban đầu đã chứng minh bị can Quan lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao làm giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông chi nhánh Cần Thơ. Cụ thể, bị can Quan đã tự tạo tài khoản tên công ty mở tại một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ, sau đó tự ghi hóa đơn giá trị gia tăng chênh lệch số tiền giữa liên 1 và liên 2 bằng cách liên 1 thì xuất bán bảo hiểm cho khách lẻ và đăng nộp tiền về công ty, còn liên 2 thì sẽ xuất hóa đơn bán bảo hiểm cho các công ty doanh nghiệp với số tiền lớn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng tự mở để chiếm đoạt tài sản của công ty. Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 9 năm 2018 cho đến nay, số tiền bị can Quan chiếm đoạt là hơn 1,3 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng thu giữ tăng vật gồm 72 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, các hợp đồng bảo hiểm, máy tính, máy in, USB và nhiều tài liệu có liên quan, đồng thời chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thụ lý theo thẩm quyền. Hiện tại, Công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ cũng thông báo các công ty doanh nghiệp cá nhân đã từng giao dịch mua bán bảo hiểm với Nguyễn Xuân Quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều tố giác, cung cấp thông tin tài liệu để phục vụ cho quá trình điều tra. Cảnh báo mạo danh bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bán thuốc. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục có cảnh báo đến người dân về tình trạng mạo danh bác sĩ của bệnh viện để bán thuốc. Một người đàn ông trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội có vợ bị tăng huyết áp nhiều năm. Tình cờ ông xem được quảng cáo trên YouTube, thấy có người giới thiệu thuốc chữa bệnh cao huyết áp, chỉ một liều là khỏi vĩnh viễn, không cần thuốc tây mà lại là bác sĩ Trần Văn Triển của khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108 bán. Thương vợ, ông đặt một liệu trình. Cơ sở bán thuốc nói ông có bảo hiểm nên giảm còn 2,5 triệu, bình thường phải 5 triệu đồng. Khi nhận được sản phẩm, ông Đề thấy vỏ thuốc là thuốc tiểu đường. Thấy bất ổn, ông liên hệ với khoa y học cổ truyền để làm rõ, thì phát hiện mình đã bị lừa mua loại thuốc giả và bác sĩ Triển không hề bán những loại thuốc đó. Cũng giống như người đàn ông này, một người đàn ông khác tại Long Biên, Hà Nội cũng được một người tự xưng là bác sĩ Triển bán một liệu trình thuốc tiểu đường với giá 2,4 triệu đồng. Nhận thấy hộp thuốc có dấu hiệu nghi vấn, bác đã liên hệ với khoa y học cổ truyền để xác minh. Bác không tin mình đã bị lừa, dù cho nhân viên y tế đã chỉ ra những dấu hiệu lừa đảo, cho đến khi đích thân bác sĩ Triển lên tiếng. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp mạo danh bác sĩ Triển nói riêng và các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói chung nhằm lợi dụng lòng tin của người bệnh, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bác sĩ và bệnh viện. Bên cạnh đó, bán thuốc hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thành phẩm làm nguy hại và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng. Để tránh tình trạng giả mạo này tiếp diễn,
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định bệnh viện chỉ có một địa chỉ duy nhất là số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Fanpage duy nhất Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có dấu tích xanh do Facebook cấp. Khoa y học cổ truyền và các bác sĩ trong khoa hiện tại không bán thuốc ra ngoài thị trường. Ngoài bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh còn đâm đơn kiện một hoa hậu. Tòa Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết liên quan đến việc livestream trên mạng xã hội, tòa án này đang thụ lý hai vụ án do ca sĩ Vy Oanh khởi kiện, yêu cầu được bồi thường thiệt hại, cải chính và xin lỗi công khai. Cụ thể, vụ thứ nhất là ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam tỉnh Bình Dương vì nhiều lần phát trực tuyến livestream nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ, chẳng hạn nói nữ ca sĩ đẻ thuê, giật chồng, làm gái bao, vân vân. Liên quan vụ việc giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, song song với nộp đơn khởi kiện bà Hằng ra tòa Nhân dân quận 1, ngày 25 tháng 10, nữ ca sĩ làm đơn gửi Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xác minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Hằng về các tội như làm nhục người khác, vu khống, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vụ thứ hai, ca sĩ Vy Oanh khởi kiện Hoa hậu Phu nhân Người Việt Toàn cầu 2012 Thu Hoài, hay còn gọi là Nguyễn Thị Thu Hoài. Bởi lẽ trước đó, ngày 8 tháng 7 năm 2021, Thu Hoài livestream tố Vy Oanh hét giá cát xê khi được mời làm quảng cáo cho thẩm mỹ viện của mình và dù kéo vũ đoàn lên sân khấu rồi đòi cát xê 50 triệu dù không có hợp đồng. Về phía Vy Oanh, nữ ca sĩ phủ nhận và cho rằng những lời nói của Thu Hoài là bịa đặt, vu khống. Lãnh đạo Tòa Nhân dân quận 1 cũng cho hay sẽ xúc tiến đẩy nhanh đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật. Cần Thơ bắt nhóm giả mua nhà đất để tráo giấy hồng rồi lừa khắp miền Tây. Ngày 23 tháng 11, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã vừa triệt phá nhóm tội phạm từ thành phố Hồ Chí Minh xuống khu vực miền Tây chuyên đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy hồng, đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khắp khu vực. Theo Công an, trong năm 2020, trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành Tây Nam Bộ xuất hiện một nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi. Qua thời gian xác lập chuyên án và đấu tranh quyết liệt, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ và khởi tố bị can đối với Lưu Hoàng Hải, 49 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh cùng 4 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Hải được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu. Tại cơ quan công an, các bị can khai do có làm môi giới bất động sản ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nên quen biết nhau ở các quán cà phê rồi cấu kết thực hiện phạm tội như trên. Tổng cộng cả nhóm đã thực hiện 4 vụ đánh tráo 6 giấy hồng trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, Cần Thơ với giá trị thị trường khoảng 80 tỷ đồng. Nhóm đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng cầm cố được 4 giấy hồng, chiếm đoạt số tiền hơn 15 tỷ, trong đó 2 giấy Phòng Cảnh sát Hình sự đã yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường phong tỏa kịp thời. Ngoài ra, thì các bị can còn khai nhận đã làm giả giấy hồng ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Sóc Trăng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo công an, đây là một băng nhóm tội phạm có tổ chức, có nhiều đối tượng hoạt động lưu động từ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ và các tỉnh thành Tây Nam Bộ để thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn của các bị can rất tinh vi, có sự phân chia rõ vai trò nhiệm vụ trong hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng đến tài sản hợp pháp của chủ sở hữu và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xác minh truy bắt những người liên quan. Công an thông báo ai là bị hại của nhóm lừa đảo này, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Trìu, số điện thoại 0937 627 997.